Mỏ đá Khe Bàn 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 18 nằm trên địa bàn thôn Khe Bàn, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tháng 6 năm 2016, công ty đã hoàn thiện việc lắp ráp và chạy thử dây chuyền 250 tấn một giờ để khai thác đá. Đến cuối tháng 9 năm 2016, hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và sang tháng 10 năm 2016, công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý của mỏ, đưa dây chuyền nghiền 250 tấn một giờ vào hoạt động chính thức, tạo tiền đề cho năm 2017 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.